Thế thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể thêm được những cái font chữ tiếng Việt vào trong máy tính của mình. Thế thì trước khi học cách thêm ấy thì các bạn cần phải nắm giúp mình ba cái kiến thức sau này. Thứ nhất là mặc định ấy, mặc định khi chúng ta đi mua máy tính về hoặc là các bạn cài lại Windows thì chúng ta sẽ không có các cái font tiếng Việt. Được chưa nhỉ? Mà nó chỉ bao gồm những cái font tiếng Anh thôi, font của người nước ngoài. Cho nên là sao? Cho nên là khi các bạn sử dụng các cái phần mềm thiết kế ảnh như là Photoshop này, hay là gì nhỉ? Hay là Camtasia, phần mềm edit video này, hoặc là gì đấy? Hoặc là Premiere, iSub, vân vân. Các bạn sẽ làm sao? Các bạn sẽ không gõ được tiếng Việt. Không gõ được tiếng Việt. Hoặc nếu mà gõ được ấy, thì các phông chữ cũng rất là xấu. Được chưa nhỉ? Bởi vì đó đa số đều là cái phông phông mặc định của máy tính. Của máy tính cung cấp. Được chưa các bạn? Cái kiến thức thứ hai mà các bạn cần phải nắm được là gì? Là khi chúng ta đi thêm phông chữ là chúng ta thêm cho máy tính các bạn nhé, thêm cho máy tính chứ không phải chúng ta thêm riêng, không thêm riêng cho phần mềm. Nhiều bạn hỏi là dạy 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 cho em cách thêm phông chữ vào trong phần mềm gì, phần mềm Photoshop hay thêm vào Camtasia hay là thêm gì, thêm vào Premiere. Không phải thế, chúng ta thêm là thêm cho máy tính, và khi chúng ta đã thêm cho máy tính rồi thì tất cả các cái phần mềm kể trên này nó đều dùng được các bạn nhé. Khi thêm cho máy tính rồi thì tất cả các phần mềm đều có thể sử dụng chung được. Được chưa? Thế thì cái thứ ba mà các bạn cần phải quan tâm là gì nhỉ? Là tất cả các phần mềm thì riêng, chỉ có riêng này, riêng cái phần mềm producer, phần mềm gì đây? Tạo video từ nhạc và hình ảnh ấy là nó dùng một bộ phông riêng biệt, gọi là gì? Phông chấm BNI. Chỉ phần mềm này là dùng cái bộ phông này thôi, còn tất cả các phần mềm trên này sẽ không dùng cái bộ phông này để gõ tiếng Việt các bạn nhé. Riêng Prosoft thì dùng cái phông gì đây, chấm VNI để gõ được tiếng Việt. Còn tất cả các cái phần mềm khác thì sẽ sử dụng cái đặc điểm nhận dạng để gọi tiếng Việt. Đó là gì ạ? Đó là phông bắt đầu bằng chữ UTM và UVN. Như vậy các bạn chỉ cần nhớ là gì nhỉ? VNI là dành cho cái phần mềm producer, còn UTM và UVN là dành cho tất cả các cái phần mềm khác. Được chưa? Thì đó là gì đây? Đó là bốn cái kiến thức mà các bạn cần phải quan tâm hay là cần phải hiểu về cái phông chữ của máy tính. Thế thì cách thêm vào thì nó rất đơn giản, quan trọng là các bạn phải hiểu được cái này này. Còn chứ cách thêm vào nó rất đơn giản các bạn nhé. Thì để thêm vào, đầu tiên chúng ta sẽ phải đi tải nó về cái đã. Thế tải các cái bộ phông này thì tải ở đâu? Thì mình đã tổng hợp cho các bạn các cái phông UTM và các cái phông UVN đẹp nhất và hay được sử dụng nhất. Thì bây giờ các bạn sẽ tải nó, thì các bạn sẽ mở trình duyệt web lên. Các bạn vào giúp mình cái địa chỉ là gì nhỉ? thầyvũxuancuong.com. Thì trong này nó sẽ có một cái là cái phần mềm hay này. Thì các bạn sẽ gặp một cái bài viết, nó có tên là gì đây? Phông chữ tiếng Việt đẹp dành cho máy tính. Được chưa? Thì hiện tại lúc thời điểm mà mình quay cái video này là nó đang nằm ở đầu tiên, còn thời điểm các bạn xem có thể nó sẽ nằm ở bên dưới, thì các bạn sẽ kéo xuống bên dưới để tìm nhé. Nó sẽ có gì đây, có trang 1, trang 2, trang 3, trang 4, thì các bạn sẽ tìm ở đây. Còn nếu các bạn nào tìm không thấy thì các bạn sẽ kéo xuống phần nhận xét của cái video này này, mình sẽ ghim cái đường link của cái bài viết này ở dưới bên dưới video để các bạn có thể truy cập được luôn nhé. Đây là link của bài viết này. Được chưa? Thì mình sẽ ghim cái link này ở bên dưới phần mô tả hay là phần comment của video, thì các bạn sẽ truy cập trực tiếp vào cái link này. Thế thì ở trong này này mình sẽ cung cấp cho các bạn một cái bộ phông UTM và UVN. Các bạn sẽ bấm gì đây? Vào cái chữ gì đây? Tại đây này. Bạn vui lòng tải bộ font này về tại đây, thì các bạn sẽ bấm giúp mình vào chữ tại đây. Thế thì cách download này chúng ta đã quá quen thuộc rồi. Các bạn chỉ gì đây? Chỉ việc gì nhỉ? Tích vào cái phần gì đây? Tôi không phải là người máy. Nếu nó hỏi bắt các bạn chọn những cái như là cửa hàng hay là ô tô
thì các bạn cũng chỉ việc chọn, sau đó các bạn bấm xác minh thì các bạn sẽ chuyển qua được cái bước này. Bởi vì đa số các bạn sẽ phải học cách download này, được chứ nhỉ, vì nó là xu hướng download ở trong tương lai. Thì sau khi tích vào đây xong rồi này thì các bạn sẽ bấm tiếp giúp mình vào gì đây, click here to continue nhá. Và các bạn sẽ đợi giúp mình trong vòng 7 giây. Đợi 7 giây xong thì các bạn sẽ bấm giúp mình vào phần get link ở bên dưới, cái phần màu xanh xanh này này. Thì nó sẽ nhảy sang cho các bạn một trang download ở driver của Google. Cái này rất là dễ download. Các bạn chỉ việc bấm gì nhỉ? Chỉ việc bấm vào cái nút mũi tên màu trắng trắng này, nó sẽ có chữ tải xuống hoặc là chữ download, thì các bạn sẽ bấm vào đây. Thì nếu bạn nào mà dùng IDM thì nó sẽ lên cho các bạn một cái bảng này. Còn bạn nào mà không dùng IDM thì nó sẽ tải xuống cho các bạn một cái nhỏ nhỏ ở dưới này nhá. Thì các bạn sẽ tải nó về và các bạn đưa nó ra ngoài màn hình desktop giúp mình. Của mình dùng IDM thì nó sẽ lên cái bảng này. Còn của bạn nào mà không dùng IDM thì nó sẽ tải xuống cho các bạn một cái nhỏ nhỏ ở đây. Các bạn có thể tìm kiếm nó ở trong thư mục download của máy tính, được chưa nhỉ? Hoặc các bạn sẽ chọn đường dẫn cho nó đến ngoài màn hình desktop như của mình này. Thì đây, sau khi tải xong các bạn sẽ được một cái file hình quyển sách như thế này. Nó là file nén. Các bạn có thể giải nén nó bằng cách gì đây? Chuột phải vào nó này, chọn gì đây? Extracto Phone. Không có cái này thì các bạn chọn 7zip cũng được. Và chọn gì đây? Extracto Phone. Còn của bạn nào mà không có cả hai cái này ấy, thì các bạn sẽ xem giúp mình cái đây nhá. Đây này, bởi vì các bạn chưa cài phần mềm giải nén thì các bạn sẽ không có hai cái dòng như của mình. Đây, của mình có gì đây? Có Extracto Phone này, tiếng Việt này. Hoặc chọn xuống 7zip thì nó cũng có cái gì đây, cái là Extracto Phone tiếng Việt. Còn của bạn nào mà không có cả hai cái này thì các bạn do máy tính của các bạn chưa cài cái phần mềm giải nén thì các bạn sẽ xem cái video này để các bạn biết cách cài đặt phần mềm giải nén nhá. Nó cũng rất là dễ thôi, được chưa? Thế thì mình sẽ chọn là gì đây, chuột phải vào nó này, chọn 7zip này và chọn là gì đây, Extracto Phone tiếng Việt. Thì nó sẽ giải nén cho các bạn được một cái thư mục như thế này và các bạn có thể xóa cái file vừa tải về đi. Thế thì bây giờ cách thêm cái này vào trong máy tính thì rất là đơn giản. Các bạn sẽ vào trong computer của các bạn ấy. Với Win 10 thì là gì nhỉ? Là Zip PC. Còn với Win 7 sẽ là My Computer. Trong này các bạn sẽ vào tiếp giúp mình cái ổ C nhé. Ổ C. Trong ổ C thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có một thư mục tên là Windows. Máy tính nào hay Win nào cũng có nhá. Windows này. Trong Windows thì nó cũng sẽ có một cái thư mục tên là gì đây, tên là phone, và biểu tượng thư mục của nó là chữ A. Máy tính nào cũng sẽ có cái này. Các bạn vào tiếp giúp mình cái thư mục phone. Thế thì ở trong này này, nó là gì đây? Nó là toàn bộ các cái phone mặc định của máy tính hoặc các cái phone mà các bạn đưa về. Nhiệm vụ của các bạn là sẽ phải copy toàn bộ cái phone ở trong thư mục này vào bên này là chúng ta sẽ được. Lưu ý là các bạn phải copy toàn bộ dữ liệu ở trong cái thư mục phông tiếng Việt nhé các bạn nhé, chứ không phải các bạn copy ở ngoài như này. Copy ở ngoài như này không được đâu, các bạn chỉ copy những cái ở trong như này. Đấy, các biểu tượng của nó là hình chữ A này, được chưa? Thế thì các bạn sẽ ấn Ctrl A để bôi đen toàn bộ, được chưa? Hoặc là các bạn bôi đen bằng kiểu nào cũng được, nhưng mình sẽ ấn Ctrl A. Sau đó các bạn sẽ gì đây, chuột phải chọn copy, được chưa? Ctrl A để bôi đen này, chuột phải chọn copy hoặc Ctrl C để copy cũng được, được chưa? Sau đó các bạn sẽ quay sang bên này, các bạn ấn chuột phải, các bạn chọn paste, hoặc các bạn sẽ ấn giúp mình phím Ctrl V. Đây, nhiều bạn, mình thấy nhiều bạn sẽ được cái này này. Các bạn ấn Ctrl gì nhỉ? Ctrl C để copy và Ctrl V để dán, được chưa? Thế thì các bạn sẽ vào đây này, trong thư mục phông nhá, Windows này, vào Windows vào phông này, Ctrl A này, copy này, sau quay sang bên này, các bạn ấn giúp mình phím Ctrl V. Thì lúc này nó sẽ báo như này là hỏi gì đây, nó bảo là trong máy tính của các bạn đã có các cái bộ phông này rồi, các bạn có muốn thêm lại không? Bởi vì mình đã thêm một lần rồi thì nó sẽ báo trùng, còn bạn nào mà chưa có thì các bạn sẽ không gặp phải thông báo này. Hoặc các bạn chỉ cần quan tâm nó báo bất kỳ cái gì thì các bạn chỉ việc chọn yes hoặc là replace cho mình thôi, tích vào đây luôn để nó không hỏi lại nữa. Yes nhá, nó thông báo bất kể cái gì các bạn không cần quan tâm, các bạn chỉ chọn cho mình yes hoặc gì đây, hoặc copy and replace là được các bạn nhá.
Được chưa? Thì mình sẽ chọn yes này. Đây. Mình sẽ làm lại con này. Vào trong Windows này, vào trong phone này, được chưa? Cho vào đây. Ctrl A để bôi đen. Ctrl copy này, chuột phải copy này. Sang đây, các bạn bấm Ctrl V, tích vào đây, chọn yes là nó sẽ copy cho các bạn toàn bộ các cái phông này sang bên này. Cách làm thì nó sẽ đơn giản như vậy thôi các bạn nhé. Đó. Thì bây giờ chúng ta đã có được phông này rồi. Các bạn sẽ kiểm tra lại xem này, xem các bạn nhìn thấy gì. Nhìn thấy UVN này, hoặc là gì đây, UVN, UTM này. Được chưa? Kiểm tra lại tất cả các phông, các bạn kéo xuống một chút. Nếu như các bạn thấy có UTM này, có UVN thì có nghĩa là các bạn đã thêm thành công các bạn nhé. Và để nó nhận được thì các bạn sẽ phải khởi động lại máy tính hoặc là khởi động lại phần mềm. Nhiều bạn đang mở phần mềm Photoshop, các bạn tiến hành thêm như vừa rồi, sau đó các bạn đi đây tiến hành tìm kiếm luôn các phông này thì nó chưa có đâu. Các bạn sẽ phải khởi lại phần mềm Photoshop, hoặc chắc ăn hơn ấy, là các bạn sẽ khởi động lại máy tính, sau đó các bạn vào phần mềm thì chắc chắn nó sẽ có được các cái bộ phông này. Ví dụ mình sẽ vào Trung Quốc để kiểm tra phông này. Thì bây giờ các bạn sẽ có những cái phông là gì đây, đó, UTM này và gì nhỉ, và UVN. Như vậy bây giờ để viết tiếng Việt trong bất kỳ các phần mềm nào thì các bạn sẽ ưu tiên chọn tới những cái phông là phông gì, phông UTM hay là phông UVN các bạn nhé, để các bạn thiết kế được chưa nhỉ. Đây các cái phần mềm này này, Camtasia hay là Photoshop hay là Premiere hay là AnyZap. Còn Word thì các bạn vẫn nên để ở hai cái phông mặc định là phông gì, Time New Roman đúng không, Time New Roman. Đây là phông mặc định của Word này. Được chưa? Hoặc các bạn dùng UTM cũng được. Ví dụ mình sẽ chuyển sang UTM. Ở đây cũng có khá là nhiều phông UTM. Đây, được chưa? Hoặc là UVN cũng có khá là nhiều phông. Quan trọng là các bạn biết cách tải về và các bạn gì đây, và các bạn hiểu được cái phần này, nguyên lý hoạt động của các cái phông này thôi. Chứ còn thêm phông thì nó là việc rất là đơn giản. Các bạn có thể thêm nó hoàn toàn bằng cách này cho Windows 7, Windows 10, Windows XP hay bất kỳ một loại Windows nào thì nó sẽ đều cách làm như vậy. Được chưa nhỉ? Quan trọng là các bạn sẽ phải hiểu giúp mình được bốn cái kiến thức này. Ok các bạn. Thế thì ngoài phông chữ ra, trên này thì mình cũng chia sẻ với các bạn khá là nhiều phần mềm mà các bạn hay hỏi mình. Thì các bạn có thể xem trực tiếp cách gì đây, tải và cài đặt của các cái phần mềm này ở đây. Và mình sẽ thường xuyên đưa lên đây các cái phần mềm mới nhất. Được chưa nhỉ?